Đấy, hộp 1.4 đây nhá. Đấy, các chiều khi bóp xong xỏ vào đây. Rồi ok anh em thấy ok chưa? Đấy. Hôm nay giới thiệu anh em cái con máy bóp ống và hộp bằng thủy lực. Đấy, hiện tại thì đây là cái bộ quân hộp 40 này. Khi bóp xong sẽ xỏ như này anh em nhé. Đây thì bây giờ em sẽ thao tác mẫu để cho anh em xem này. Đấy, đầu tiên đây là cái hộp 40 dày 1.4. Thì em sẽ đưa vào trong máy này. Sau đó thì em sẽ thao nút này. Đấy, gần vào đây để anh em xem là cái vết bóp này. Đây nha anh em nhé. Đây, vết bóp này. Đây nha, đó này. Anh em nhìn rõ cái cạnh bóp của nó nha. Đây, đây vết bóp đây. Đấy, hộp 1.4 đây nha. Đấy, các chiều khi bóp xong xỏ vào đây. Rồi ok anh em thấy ok chưa? Đấy, khi bóp xong nó sẽ nhả ra như thế này. Chỉ cần thao tác đưa vào đây là xong. Thử thêm cái nữa đây anh em xem nhé. Đây nhá. Đây là đầu này, sẽ bóp đầu này này. Đây anh em xem này. Chưa bóp này. Xỏ đưa vào đây. Đây anh em coi. Xoay các mặt cho anh em xem nhé. Ok anh em nhé, một bao nhiêu mình thay khuôn đó, rồi anh em thích bóp ống tròn thì thay khuôn ống tròn đều được anh em nhé. Ok anh em.